Kỹ sư Duy có thể chia sẻ với bà con vấn đề mà chế độ ăn cũng như thay nước cho lươn như thế nào để cho lươn nó phát triển tốt. Thì bà con cũng biết là thì tùy vào cái điều kiện nuôi của gia đình đó, thì có thể ví dụ như khi mà lươn giống mình mới bắt về nuôi á, thì có thể là mình cho ăn một ngày hai cử đó. Thì trước khi cho ăn á thì mình nên thay nước. Thì cái nguồn nước ở đây thì mình có thể sử dụng là cái nguồn nước giếng khoan hoặc là nước ngầm. Còn nếu mà bà con mà sử dụng ngoài cái nước sinh hoạt á, thì tốt nhất là mình nên có một cái hồ lắng để mình lắng lại, để cho nó trung hòa hết cái mà clo xử lý trong nước á. Thì như vậy thì nó sẽ đảm bảo con lươn mình nó sẽ không bị là sốc hoặc ảnh hưởng do cái hóa chất của clo. Đó thì trước khi mình thay nước là khoảng 1 tiếng, thì sau đó mình mới cho ăn. Thì tùy vào cái mà mật độ nuôi thì mình có thể điều chỉnh cái lượng thức ăn cho ăn cho nó phù hợp. Thì sau thời gian ví dụ như lươn mà tầm có khoảng 300 đến 500 con đó, thì mình có thể mình tăng lên cái cử ăn, ví dụ như có thể mình tăng lên 3 cử hoặc 4 cử. Thì khi mình chia đều cái cử ăn như vậy thì cái tốc độ tăng trưởng của lươn á nó sẽ đồng đều hơn, nó sẽ ít có bị mà phân đàn đó. Thì đó là những cái vấn đề mà lưu ý khi bà con mà nuôi lươn cần quan tâm. Kỹ sư Duy có thể cho nói rõ hơn về chế độ ăn tùy theo cái giai đoạn, ví dụ như giai đoạn dưới 1 tháng tuổi và trên đó thì mình cho ăn cái liều lượng như thế nào? Thì ví dụ như về cái giai đoạn mà lươn giống á, ví dụ như sai mà mình bắt về á, ví dụ như tầm khoảng 1.000 con đến 500 con, thì có thể mình cho ăn cái thức ăn ví dụ như là của UB hay lái thiêu gì đó, thì nó phải độ đạm nó phải đạt cỡ 43-44%. Thì có thể mình chia làm 2 cử, ví dụ như nếu mà mật độ mà nuôi khoảng 400 con á trên mét vuông, ví dụ như một bể nuôi mà nó khoảng 2.000 con thì mình sẽ cho ăn nó tầm khoảng từ 150 đến 200 gram trên trên cử ăn. trên 1 cân. Thì có khi mình tùy theo vào cái sức ăn của lươn nuôi đó thì có thể mình tăng hoặc giảm vào cái chế độ mình theo dõi hàng ngày đó. Trong trong quá trình nuôi thì mình có thể phòng ngừa nó có thể xảy ra một số bệnh là gì, mà mình phòng ngừa như thế nào? Thì thường đối với lươn á, thì một số cái triệu chứng rồi cũng như cái biểu hiện á, thì thường là chủ yếu là nó bị là cái vi khuẩn xuất huyết á, rồi cái thứ hai nữa là cái nấm bệnh. Thì do đó là trong cái chế độ thay nước thì mình cũng lâu lâu cũng cần phải xử lý định kỳ diệt khuẩn. Ví dụ như có thể mình diệt khuẩn bằng một số cái loại mà ví dụ như iodine, có thể mình quậy loãng ra để mình tạt, hoặc là có thể mình vô cái bình đó thì mình sẽ xịt đều ở trên cái bể nước. Cái liều lượng như thế nào? Liều lượng thì có thể là mình có thể xài sử dụng là cỡ khoảng 50 ml hoặc là 100 ml, và cho khoảng là 3 khối nước, 4 khối nước. Còn trong cái quá trình cho ăn á, thì mình cũng nên là thường xuyên là bổ sung cái là men tiêu hóa cũng như cái C để mình hỗ trợ tăng cái sức đề kháng cho lươn nuôi. Rồi, xin cảm ơn. Còn nhiều con còn khoảng 500 con rồi. 500 con.